Cô Sáu ơi, cô Sáu. Ơi. Bữa nay không có đi tưới đậu nữa sao mặc đồ đẹp vậy? Không, bữa nay nghỉ đi tưới đậu rồi, nghỉ bữa đi ăn đám cưới. Vậy thấy không? Ủa. Vậy tôi cũng đi dự lễ cưới. Vậy hai đứa mình cùng góp vui trên đường văn nghệ cô gái tưới đậu nha. Dạ. Cô Sáu nghe gì không? Trời yêu đồng xanh xanh sắc lá, mắt em thấy sắc trời tan tình tan tình tình tan nè cô em ơi, anh đâu dám đi ngang về tắt mà không hỏi chủ. May nhờ, cũng may là nhờ có anh Thanh với anh Thái Hòa giùm chỉ, cho nên anh mới nhìn kỹ coi có phải em không. Đâu nhìn kỹ coi phải không? Tôi nói nhìn tới nhìn lui y chang như nữ nghệ sĩ Nhã Phượng vậy đó. Nhiều chiếc gông ngang tầm dung si. Giờ nhìn tắn mắt em hiền với bóng bưởi đáng nở trong giường. Chỉ hạnh năm trước không tưởng tượng như em và giác chỉ bình bình thường. Anh ơi, anh ở sông Tiền hay sông Hậu? Dạ tuốt Sài Gòn á. Cô thứ ba. Cô Sáu à, mấy lâu nay văn kỳ thắng bắt kiếp kỳ hình, đây vừa thấy mặt là tôi mê liền à. Nhưng mà mê ai đàn bà, tôi mê đất, mê người, mê nhận trụ người và mê điệu hò mái dài của bà má bà. Thấy bụng dạ nghĩ sao thì miệng nói ra vậy à. Mà cô thì cứ từ buổi cãi cô xài qua buổi cà hoài. Anh ba ơi, con gái là em thà như đêm. Anh ba gieo là vì tiếng quá cho nên buồn. Thôi kìa, cô Sáu dạ. Nói chơi tí xíu mà em chân hỏi cô những chuyện sản xuất lưng canh các vụ củ lúa trồng đậu mùa này ở phường 7 quận 8 mình có được tốt hay không vậy mà. Dạ hỏi em xin thưa nha. Qua mai đó đó về và mơ qua bầu tươi mà mong hạnh phúc về quê em thay trời đời đất cho nhỏ niềm mơ. Cô Sáu. Dạ. Hồi nãy giờ hai đứa mình đến đây phục vụ văn nghệ, cô Sáu có thấy gì không à? Tôi nói không biết hát dở hay mà cô bác anh chị khích lệ vỗ tay bông quá trời luôn á. Còn nữa nè. Thấy gì không? Đó. Men đất dài đường cài như thơ. Cô má hồng mà lòng kéo sơn. Gió đưa gió đầy tình là tình tính tan chứ gái như em đây khó tìm kéo tay mà chấm bón thiếu gì trên miền trời xanh tan tình tan tính tính tan tan tình tan tính tình tan. Anh ba ơi. Dạ ơi. Dạ dữ vậy anh ba, anh đừng khen quá quá em mới rầy nó quọn á. Đây, đây,
Hồi nãy giờ đến đây phục vụ tiệc cưới, tôi toàn là chúc, tôi toàn là khen, không có tôi có chê đâu mà má em bà quở. Em nói anh ba nghe nè, gặp anh ba giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà em không nói thì sợ anh bảo con nhỏ này coi vậy á, mà nó hay làm lẻ quá ha. Cái này đúng nè, không tin hỏi cô bác anh chị với nhạc sĩ danh đà coi. Cái tính của tôi ra đường gặp người con gái đẹp như em, tôi hỏi mà không trả lời á hả, là tôi giận luôn á. Trời ơi, mẹ nói anh ba nghe nè, còn ở đây nói với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em sẽ trở vô nấu bơ con chiều. Quá cô Sáu à, không lẽ ở đây tiếp chuyện với ba cho hết bữa sáng này luôn hay sao? Cô Sáu ơi, cây có gốc có cành mà mới sống ra ngọn, tôi muốn đi tưới đậu cùng cô cho trọn cái nghĩa mới quê. Trời ơi, ba nói không hiểu gì trơn trời á. Thôi để em đi tưới đậu hồi đến đây phục vụ văn nghệ lễ cưới, à tưới đậu nổi gì hả cô Sáu? Thôi thì hỏi một câu cũng làm đâu cô đôi chút, bỏ hết chuyện sản xuất một lúc thì cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, ấy xíu hả? Đâu có được, em làm hiểu. Ở đây mà nói chuyện với ta hoài, thằng đậu cài chưa chết theo hết anh ta. Bà con ở đây thì chi cười, vì em bỏ qua màu vết thương mà được đây nói chuyện với anh ba cả buổi. Cô Sáu, lời cô lại núi sông xanh tươi sắc lẻ xanh trong lòng người. Dạ dạ lòng anh ba, thiệt tình lắm anh ba ơi. Nghĩ sao nói vậy, anh ba từng người đi em. Anh ta chắc vừa cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tuyên của chú anh chị dành cho. Thành đồng cảm ơn.